Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam yêu cầu đề cao cảnh giác trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Ngô Xuân Lịch nhắc nhở thuộc cấp đề cao cảnh giác trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan truyền thông của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam thuật lời ông Lịch nhắc nhở trong hội nghị giao ban tháng 5 2020 vào hôm 1 tháng 6 là trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chủ động nắm tình hình mọi mặt, tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng không thể bị động, bất ngờ, sẵn sàng về phương án lực lượng, võ khí, trang bị, kỹ thuật bảo đảm đấu tranh thắng lợi. Bình thường người ta chỉ thấy Cộng sản Việt Nam cho phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra những lời tuyên bố lặp đi lặp lại về chủ quyền, không thể tranh cãi và có các bằng chứng lịch sử và thực tế trên Biển Đông. Hiếm khi nào hệ thống tuyên truyền chính thức của chế độ Cộng sản Việt Nam và các tướng tá đương quyền lên tiếng vì nó có thể hiểu lầm như khiêu khích Bắc Kinh. Lời của ông Lịch phát biểu ở Hà Nội vào lúc chính phủ Philippines vừa thông báo với chính phủ Mỹ là hủy bỏ quyết định của Tổng thống Duterte đã đưa ra hồi tháng 2 năm nay là chấm dứt thỏa hiệp Visiting Forces cho phép quân đội Mỹ hoạt động trên đất Philippines trên căn cứ luân chuyển. Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Terry Lotsin công bố công hàm ngoại giao gửi cho Tòa đại sứ Mỹ tại Manila thông báo việc đình chỉ quyết định nói trên. Nguyên nhân được nêu ra trong đó căn cứ trên các diễn biến thời gian gần đây ở khu vực. Tuy nhiên, tuy cho thi hành lại thỏa hiệp VFA, công hàm vừa kể trên nói chỉ có hiệu lực 6 tháng và sau đó được cứu xét lại để triển hạn thêm 6 tháng nữa. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Duterte đã quyết định hủy bỏ thỏa hiệp VFA vốn đã có từ hai thập niên qua, nhưng một cái dù sao bảo vệ an ninh quốc phòng cho Philippines trước sự hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Khi đó, ông Duterte tức giận vì Mỹ đã cấm nhập cảnh một cựu sĩ quan cấp cao của ông bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong chiến dịch diệt trừ ma túy đẫm máu, làm hàng ngàn người bị giết chết. Nhiều nhà phân tích thời sự khi đó cho rằng nếu Philippines hủy bỏ thỏa hiệp VFA với Mỹ sẽ là một thắng lợi to lớn cho Bắc Kinh, không cần đánh mà vẫn thắng, như một những kế trong binh pháp tôn tử. Cùng với việc Philippines ra dấu hiệu lo lắng về các hành động của Bắc Kinh, ngày 26 tháng 5 vừa qua, chính phủ Indonesia gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc nói rằng tuyên bố chủ quyền của lịch sử vẽ theo 9 đoạn nối lại giống hình lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, rõ ràng thiếu căn bản pháp lý quốc tế. Cho nên Indonesia không bị ràng buộc bởi những tuyên bố chủ quyền vi phạm luật lệ quốc tế được hiểu qua Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS. Việc Indonesia lâu nay vẫn kín tiếng trong chuyện tranh chấp Biển Đông đột nhiên gửi công hàm công khai xác định lập trường và cũng đồng thời xác nhận phán quyết hồi tháng 7 2016 của Tòa trọng tài quốc tế là tuyên bố lưỡi bò và quyền lịch sử của Trung Quốc là vô giá trị, được giới phân tích thời sự cho là một động thái rất đáng để ý. Mấy năm gần đây, Philippines ngày càng tỏ ra có những dấu hiệu xích lại gần hơn với Bắc Kinh. Người ta nhìn thấy Cộng sản Việt Nam trở nên lẻ loi trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Phần lớn các nước ASEAN được Bắc Kinh mua chuộc qua các viện trợ kinh tế và quân sự đã hậu thuẫn cho Trung Quốc, nhìn thấy qua các cuộc họp và các cuộc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Nay với hai quyết định của Indonesia và Philippines, Hà Nội có vẻ bớt lẻ loi hơn. Cho đến cuối tháng 5 năm 2020, Việt Nam đã thành công trong việc chống dịch như chống giặc, như Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã nói, với 328 ca lây nhiễm và không có ca nào tử vong, trong khi cả thế giới vẫn đang phải vật lộn với dịch. Nhưng có một nguy cơ khác đang lởn vởn ở Biển Đông, là không gian sinh tồn không chỉ với Việt Nam mà còn cả với nhiều nước khác. Để đối phó với nguy cơ đó, Việt Nam bắt đầu công khai hợp tác với Bộ Tứ trên danh nghĩa để đối phó với dịch virus Vũ Hán. Nhưng Mỹ, Nhật, Úc, Ấn đã lập ra Bộ Tứ năm 2007 để đối phó với một Trung Quốc trỗi dậy.
đối với Việt Nam, Trung Quốc là nguy cơ trước mắt. Tàu HD8 của Trung Quốc được nhiều tàu tuần dương vũ trang hộ tống đã bắt nạt Việt Nam tại bãi Tư Chính từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019 và gần đây đã quay lại. Sau khi đi qua vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam tại Biển Đông, tàu Trung Quốc định bắt nạt chính phủ mới của Malaysia. Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã hoạt động gần bãi ngầm Maclets cho đến ngày 25 tháng 4 khi nhóm tác chiến của Mỹ gồm tàu USS America đã rời đi nên cuộc đối đầu tạm dừng. Biển Đông có thể là chiến trường được Trung Quốc chọn để tập trận nhằm nâng cao kinh nghiệm chiến đấu như một chuyên gia của RAND đã phân tích. Để đối phó với nguy cơ tăng lên, Việt Nam đã nâng dần thế cờ. Lần đầu tiên nâng khả năng hợp tác quốc phòng với các nước lớn như Mỹ và thậm chí có thể đưa ra tranh chấp tại Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Việt Nam đã công bố sách trắng quốc phòng mới, nhấn mạnh chính sách quốc phòng 3-0, không tham gia liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không liên kết với nước này để chống nước kia. Nhưng chính sách đó để ngỏ khả năng tăng cường hợp tác an ninh với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ. Nói cách khác, Việt Nam có chiến lược phòng ngừa để răn đe nguy cơ Trung Quốc. Trong khi các nước khác có tranh chấp ở Biển Đông, ngại không muốn công khai ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải, thì sách trắng quốc phòng của Việt Nam có đoạn viết: Việt Nam sẵn sàng đón tàu hải quân, tàu hải cảnh biển, tàu biên phòng của các nước và các tổ chức quốc tế đến thăm xã giao, thăm thông thường, ghé đậu để sửa chữa, bổ sung vật chất hậu cần, kỹ thuật hoặc trú tránh thiên tai, thảm họa, v.v. Sách trắng quốc phòng cho thấy Hà Nội ngày càng khác biệt so với Bắc Kinh về cách ứng xử tại Biển Đông và về nhận thức của Hà Nội trước nguy cơ chủ yếu. Tuyên bố cam kết hợp tác với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị và cách biệt về kinh tế. Sách trắng còn gửi đi tín hiệu của Hà Nội về lằn danh đỏ đối với chủ quyền quốc gia và sẵn sàng tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước lớn và các nước khác trong khu vực. Sách trắng cũng bác đề xuất muốn hạn chế các nước tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông không được tham gia các hoạt động hàng hải chung với các nước ngoài khu vực. Ngược lại, sách trắng còn gợi ý triển vọng Việt Nam có thể cân nhắc điều chỉnh chính sách quốc phòng 3-0 truyền thống bất cứ lúc nào tại Việt Nam, đứng trước sự đe dọa không thể chấp nhận được từ Trung Quốc, tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể. Theo các nguồn tin, ngoại giao Việt Nam thảo luận ở Hà Nội về khả năng đưa vấn đề Biển Đông ra tòa quốc tế cấp thiết hơn trước. Tại hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức ngày 6 tháng 11 năm 2019, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã phát biểu: Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982 có đủ cơ chế cho chúng ta áp dụng những biện pháp đó. Mỹ bác bỏ yêu sách lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông. Mỹ vừa gửi công hàm cho Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền ngang ngược trên Biển Đông theo hình lưỡi bò của Trung Quốc vì nó trái với luật lệ quốc tế phản ánh qua Công ước về Luật Biển. Hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Clark đã gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonia, công bố bức công hàm phản bác lại công hàm của Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 12 năm 2019 chống công hàm của Malaysia gửi cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về giới hạn thềm lục địa ngày 12 tháng 12 năm 2019. Hoa Kỳ bác bỏ reject những tuyên bố về Biển Đông của Trung Quốc vì nó mâu thuẫn với luật quốc tế như phản ảnh trong Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 UNCLOS. Bức công hàm của chính phủ Mỹ viết, xin trích: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phổ biến bức công hàm trên Twitter cá nhân và bình luận rằng Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta bác bỏ những yêu sách đó vì chúng vừa bất hợp pháp vừa nguy hiểm. Các nước thành viên của Liên Hợp Quốc cần phải đoàn kết để duy trì luật lệ quốc tế và tự do trên các vùng biển, tự do và mở tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Bức công hàm của chính phủ Mỹ được gửi cho Liên Hợp Quốc sau một chuỗi những công hàm của cả Indonesia và Việt Nam dồn dập đẩy Bắc Kinh vào thế kẻ thù chung của nhiều nước ASEAN tranh chấp biển đảo chứ không riêng gì tranh chấp bá chủ với Mỹ ở khu vực. Mới ngày 26 tháng 5 vừa qua, chính phủ Indonesia gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc nói rằng tuyên bố chủ quyền, quyền lịch sử vẽ theo chiến đoạn nối lại giống hình lưỡi bò của Trung Cộng trên Biển Đông, rõ ràng thiếu căn bản pháp lý quốc tế. Cho nên Indonesia không bị ràng buộc bởi những tuyên bố chủ quyền vi phạm luật lệ quốc tế được hiểu qua Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS. Trước đó, cuối tháng 3, Hà Nội đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trước phản ứng của Việt Nam, Bắc Kinh gia tăng thách đố khi tuyên bố thành lập hai thành phố cấp huyện Tây Sa tức Hoàng Sa và Nam Sa tức Trường Sa, đồng thời lại còn loan báo đặt tên cho 80 thực thể ngầm dưới biển nằm trong thềm lục địa của Việt Nam và Phi Luật Tân. Gần đây, Bắc Kinh có tin Bắc Kinh bắn tiếng đã có kế hoạch tuyên bố vùng nhận dạng phòng không EDIZ trên Biển Đông và nếu điều này xảy ra sẽ dẫn đến căng thẳng nghiêm trọng hay tồi tệ hơn, xung đột võ trang ở khu vực. Công hàm của chính phủ Mỹ gửi Liên Hợp Quốc là hành động ngoại giao tiếp nối theo chuỗi các hành động quân sự liên quan trên Biển Đông mấy tháng gần đây. Cho chúng ta hiểu được rằng và cũng như Hoa Thịnh Đốn gia tăng áp lực với Bắc Kinh về mọi mặt, buộc Bắc Kinh tuân thủ luật trời quốc tế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.